18:40, ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đã thành công tốt đẹp. Cha mẹ hai em đã khóc nức nở khi được báo tin. Sau gần 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành thành phố, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi. Hai bé đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ và bó bột. Hai bé đã được chuyển đến khoa hồi sức ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém. Khoảng 18 giờ chiều nay, giám đốc bệnh viện cho biết kết quả bước đầu rất tốt. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định đã gặp mặt tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến kết quả sơ bộ ca mổ cho cha mẹ hai em. Sau khi nghe tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, chúc mừng kiếp mổ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của bệnh viện. Qua quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng cũng chúc mừng gia đình và mong cho hai cháu sớm bình phục, đồng thời gửi 20 triệu đồng thăm sức khỏe hai cháu. Sau đó, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã gọi điện cho Giám đốc Bệnh viện chúc mừng ekip bác sĩ đã kết thúc thành công ca mổ, đồng thời chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ đến các bác sĩ và hẹn ngày vào thăm, tặng quà cho ekip bác sĩ cũng như hai bé. Cảm xúc nói chung thì thật sự là cái ca mổ này nè, nó đi từng ekip, chứ không phải là một người mổ từ đầu chí cuối. Đầu tiên là vô là ekip tạo hình, người ta sẽ đi cái đường da. Sau đó thì tới ekip tiêu hóa, người ta vào, người ta sẽ phẫu thuật đường tiêu hóa. Sau đó tới ekip tiết niệu vào, sau đó tới ekip chỉnh hình. Sau đó tách đôi bé ra rồi, thì sau đó thì ekip chỉnh hình lại vô đầu tiên. Sau đó tới ekip tiết niệu. Và sau đó thì mới ekip tiêu hóa đi vô. Và cuối cùng là ekip tạo hình là cuối cùng. Đó thì thành ra là tất cả mọi người trong một cái chừng mực nào đó thì có được phân công theo từng giai đoạn. Và mỗi người trong cái từng giai đoạn này đều hỗ trợ lẫn nhau. Thì phải nói là sau mỗi một cái nhiệm vụ của mình thì khi mà làm được thì nói chung ai cũng cảm thấy là hài lòng, cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì cái điều quan trọng là khi mình mở bụng ra, mình thám sát, mình thấy nó đúng như cái dự tính của mình, cái dự kiến của mình trong cái lúc trước mổ, thì đó là một cái điều mà tụi này cảm thấy rất là tự tin hơn để mà mình tiếp tục cái cuộc mổ. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.